Dạ. Lại rồi. Đừng nó đây, đừng nó chờ con bác Phường xuống. Nói mày nghe, tao chắc chó đi về tao ra nói chuyện với mày. Em đi về, tao sợ mày chắc. Để chó đi mới có bằng chứng. Đừng tao để chơi con bác Phường xuống nói chuyện mà. Chó tao đứng đây nằm mấy lạnh mà đứng đây nói chuyện tụi bay hả? Rồi mày kêu bằng chứng gì? Nói nghe thôi, khoan nói bằng chứng đi, đi nói đi. Bằng chứng gì? Thì người ta nộp biên bản. Bằng chứng gì? Bằng chứng gì? Nói đi ông già. Mày lấy ADN. Khoan để nói chuyện bằng chứng gì? Nè sẵn máy quay nè bằng chứng gì nó nghe. Có chó đi thì có chó gì? Nhưng mà bằng chứng gì? Bằng chứng gì? Nói đi, nói thẳng. Bằng chứng gì? Ấy nó bằng chứng gì? Vậy hồi nãy nó im mẹ đi, tôi đang nói chuyện người khác, bà nhiều chuyện quá. Không có đập. Tôi là bà câm mẹ bà đi được không? Ở đây bao nhiêu người nói chuyện ông già ok. Giờ ông nói đi, bằng chứng gì? Bằng chứng gì? Dắt chó ông kia ông nói. Dắt chó gì? Ông quay từ lúc còn dắt xuống dưới đâu dắt lời ông. Thì ông ấy nói thì mấy em cùng lại nhưng mà chứng gì? Liên quan gì? Bằng chứng đó là bằng chứng gì? Bằng chứng tội rồi, chó dắt đi ngoài đường hả? Nó vào cỏ về dắt từ ra chuyện nào nó còn chửi lại tao sợ mày chắc tao con mày tao đéo ra con đéo con mồi chó đang làm mấy cái chó nó ở đây làm ở đây chờ người ta cầu hiếu cầu xuống ồ má sao chảo lồ ba cái hết một đường rồi như hơi thấy cái đường đó. Em ơi, người nói người nghe là nhỏ nhỏ thì cái lớn nói được. Nhưng mà mình đã dắt ra ngoài đường rồi. Cô im lặng đi, người ta nói chuyện cũng mang, có được cái nhiều chuyện nha. Thấy chưa, em thấy chưa? Cô nói chuyện với ai? Cô là má tại sao tôi phải nói chuyện tôn trọng? Trời ơi, má tôi nha. Giúp lão đắc thọ nha con. Khỏi cần giúp lão đắc thọ, tôi đâu cần sống dai. Tôi xả hết tiền tôi chết được rồi. Thôi được rồi anh. Anh nói nghe nè, anh lớn mà anh nói chuyện như vậy là sai rồi đó. Sai nó nghe nè. Con không sai. Con không sai. Em không còn biết anh là nước ngoài. Em không còn biết anh là nước ngoài. Đúng thì đúng. Bây giờ anh yêu đi để em nói. Bây giờ em nói anh nghe nè. Anh là lớn nhưng mà anh nói chuyện với cô như vậy là anh không đúng rồi đó. Nhưng mà anh là những người lớn tuổi hơn. Bây giờ nói nghe. Bây giờ nè. Lớn hơn. Bây giờ anh đã dẫn chó ra ngoài đường. Anh phải rõ mõm lại. Còn nếu mà anh không rõ mõm lại thì anh đã sai quy định pháp luật rồi. Đúng không? Đúng không? Có bao nhiêu nhưng mà đúng không anh hỏi bây giờ nhiêu? Bây giờ anh đã sai bây giờ rồi. Em nói nghe em sửa ai là lỗi về chứ đã em không nói anh là lỗi rồi trong chung cư nó đã có quy định là thứ nhất sai anh không ở chung cư này thứ gì anh không nhắc đi trên đường này là đúng là không có anh sai cái gì hết đi dưới đường em giờ chỉ sai cái đó là không rõ mỏ có quy định phạt anh rồi mà không rõ mỏ đi còn em nói anh phạt anh cái tội anh không tôn trọng với bà già là sai phép không bà không phải là má ai đó là em má mà ai tội lao vậy chứ chắc đâu là vậy anh em nghe là nếu em đi ngoài đường anh lớn anh nghe là chuyện gì đó anh chắc ra đây em bây giờ bỏ đồ công an em đi ra ngoài đường cái gì em đang cãi lộn ngoài đường có nguyên có một bài người chuyện vô thôi nói mẹ nói đi một câu anh hỏi em bực không nhưng mà mình làm mình đánh hỏi em có bực không em trả lời anh chịu nói thôi mình không làm gì sai thì mình nói chứ anh không làm sai thời gian nạt người ta bà này anh hỏi em anh không có nói bà này ông bảo vệ toàn trang nghe là cuối nè ông bảo vệ đang dắt chó đi dưới đường rất là bình thường cái thằng cha bảo vệ nó dắt chó đi ra đặt người ta lại nhưng mà anh có dẫn chó đi đấy không bây giờ bước ra cỏ có đá không nhưng mà anh có dẫn chó đi vào khu chỗ đó đấy không đó không ra 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 cho chị nó đầu chạy vô giật ra có thấy nó đập thủng không bây giờ anh dắt chó đi ra chỉ còn dắt đầu ăn gọi thôi nhưng bé thì dắt cho anh nói gì dắt chó ra ngoài anh nghe liền đúng không người ta hơn nhau cái lời nói em thấy đúng không nói cho anh dắt chó đi ra anh đi ra mà nói chạc người ta là sao ổng là gì ổng là bảo vệ anh mua khu này anh mua nhà để làm gì để được an ninh chứ phải để cho bảo vệ chửi mặt anh đâu tất nhiên là chửi anh nó bực mình nó quay lại ủa chạc người ta như vậy là nhưng sao mà người ta bực không bực được bằng chứng gì là, em hỏi anh là anh này có nghe anh có bằng chứng không ủa nhưng mà bây giờ anh dắt chó ra ngoài đường không có rõ mõm rồi ổng là gì ổng là sợ bắt chó hay gì em có bằng chứng rồi bây giờ tại vì sao bây giờ anh nói nghe nè em không anh cứ lỗi nó đi rồi ok đóng tiền phạt rồi ok nếu mà anh nói như vậy thì ok em sẽ liên hệ với cảnh sát khu vực và anh sẽ được phạt trong vòng ngày mai thoải mái yên tâm đi rồi ok rồi nó tiếp rồi rồi không phải nó không gì nữa rồi nhưng mà em yêu cầu anh bây giờ nó có vợ có lạc mình nuôi chó mình phải có ý thức nuôi chó đúng không anh nuôi chó anh dẫn ra ngoài đường anh không lọ mỏ anh sai rồi anh còn dẫn tới đi đùng đùng tùm la nữa ủa em nghe nè em để anh bảo vệ ở đây anh mua nhà viên thơ bảo vệ ở đây em ở đây em có mua nhà viên thơ bây giờ chưa em không cần biết anh mua em cần biết bây giờ em không biết gì em biết đâu mặt tiền không cần viên thơ đâu em bảo vệ anh luôn nè ai nói tới viên thơ lên mắt đã muốn mày bây giờ khỏi nói chuyện khỏi tập khỏi cười cái gì hết tập lao bây giờ nói với anh như vậy nè bây giờ á có camera quay hình lại rồi thoải mái cái gì đó sáng nay mày móc camera qua đây sáng nay mày anh em nghe nè camera nó sai nó dọn gì sáng lâu rồi lên đúng phòng của anh luôn khoan anh rồi thoải mái nó nghe nè rồi ok anh nói mày khoan trước đi về đi ủa cái vậy thôi hả như vậy thôi như vậy thôi anh muốn phạt em cho phạt vậy thôi ủa giải quyết gì cào lao vậy ủa còn mấy người này sao
mấy người này đâu có làm gì sai đâu. Ủa sao không sai? Mấy người này kiếm chuyện ta là gì? Ủa kiếm chuyện anh gì có bằng chứng không? Ủa vậy có bằng chứng gì? Mấy cô này có kiếm chuyện với ảnh không? Ủa gì đứng đó làm gì? Ờ hiện tới quay tao quay, người ta hết quay tao quay. Ồ công an giải quyết chuyện nhau hay ha. Ờ công an nhắc số 1 luôn. Ờ đúng rồi. Công an số 1 luôn. Anh làm gì? Tôi không tiếp anh nữa. Anh đi về đi. Tôi không tiếp anh đâu. Anh nói chuyện thì tào lao quá. Ngày mai anh sẽ có người đây nè, nghe nè, phạt 100 triệu cũng sao. Ờ 100 triệu. Ok ok. Rồi được rồi.